bí ẩn chiếc chum không ai dám mở ở phòng nhà kẻ bàng. Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Quý vị thân mến, hơn chục năm sau khi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, quần thể vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn là địa điểm ẩn chứa vô vàn bí mật mang đậm màu sắc huyền thoại. Ít ai biết rằng, người ta đã từng bất ngờ phát hiện một chiếc chum kỳ lạ, một bộ tộc người thoát ẩn thoát hiện tại nơi này. Vậy, thực hư về chiếc chum không ai dám mở cũng như là bộ tộc có lối sống vô cùng quái đản ấy là gì? Hãy cùng Tuyệt Mật tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngược dòng thời gian về những năm tháng Việt Nam trong giai đoạn bị xâm lược, chiến tranh kéo dài, miền Trung Việt Nam hay cụ thể hơn đó chính là Phong Nha, nơi chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Nơi đây bị bom đạn tàn phá không còn sót lại gì. Nó là một vùng trong những khu vực được dự đoán là khó phục hồi nhất. Nhưng dường như phép màu đã xảy ra, dù bị tàn phá nặng nề nhưng nơi đây đặc biệt được mẹ thiên nhiên ưu ái. Mãi sau này khi chiến tranh kết thúc, người ta lại thấy một Phong Nha hiện lên đẹp đến nao lòng. Phong Nha chính thức được cả thế giới biết đến khi có rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới ca ngợi về nó. Nổi bật nhất phải kể đến sự nhận xét của Leopold Cartier, là một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng của Pháp, khẳng định Phong Nha là vùng đất mang giá trị lịch sử to lớn và chúng cần được giữ gìn và bảo tồn. Viện Khảo Cổ học của Việt Nam đánh giá đây là một trong những vùng đất có nhiều kiến tạo cổ vô cùng quý giá, để lại sau những ký ức đau thương với những năm tháng chiến tranh kéo dài. Giờ đây, người ta nhắc đến Phong Nha là một trong những khu du lịch lớn nhất ở Việt Nam. Sở hữu hàng trăm hang động, các cánh rừng bát ngát, hệ thống sông suối đan xen, Phong Nha luôn được du khách thập phương đánh giá rất cao. Mỗi năm nơi đây thu hút hàng ngàn lượt khách tới tham quan du lịch. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2013, một số hướng dẫn viên du lịch của Trung tâm Phong Nha Kẻ Bàng bất ngờ phát hiện một chiếc chum cổ ngay trong lòng hang động Phong Nha. Chiếc chum cổ phát hiện được nằm dính ngay ở trên thành hang động, cách hang bi ký của động Phong Nha khoảng hơn 100 mét. Chum có màu nâu sậm, chiều cao 65cm, đường kính khoảng 50cm. Trên bề mặt chiếc chum cổ có đường viền hoa văn khá tinh tế. Anh Hoàng Đăng Lam là một trong những người ở trong đoàn hướng dẫn viên du lịch phát hiện được chiếc chum cổ cho biết. Lúc đó anh đang hướng dẫn du khách thì vô tình dọi đèn và phát hiện được. Chum cổ nằm trên thành hang, sát mép nước với dòng sông ngầm bị thạch nhũ che chắn nên rất khó phát hiện. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là chiếc chum dùng đựng các hiện vật hoặc là đựng hài cốt như cách an táng thường gặp của người Chăm cổ. Bởi nơi phát hiện chum chỉ cách hang bi ký không xa. Hang bi ký là nơi lưu giữ, đánh giá nhiều nét văn hóa của người Chăm cổ, trong đó có nhiều chữ viết ở trên thành hang. Sau hàng trăm năm chưa được giải nghĩa, đến nay những dòng chữ cổ ấy vẫn làm bao thế hệ của người Việt Nam và các nhà khoa học trên thế giới tò mò muốn biết. Những dòng chữ cổ này được nhà truyền đạo người Pháp phát hiện ra cách đây gần 130 năm. Trong một lần, ông được người dân bản địa đưa vào hang này để khám phá. Ban đầu người ta chỉ thấy một cụm chữ vài dòng ngay ở phía bên ngoài một vách đá. Sau đó phát hiện ra nhiều dòng chữ khác nằm ở phía sau vách đá. Nội dung của ký tự đó hiện vẫn là một sự bí ẩn đối với các nhà ngôn ngữ học, khoa học trong và ngoài nước. Từ đó đến nay, nhiều nhà sử học, khoa học xã hội, ngôn ngữ học trong và ngoài nước đã đến hang bí ký nghiên cứu và mong muốn được giải nghĩa của những dòng chữ này, nhưng chưa có đoàn nào đưa ra được lời giải đáp thuyết phục. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 năm 2015, một nhóm chuyên gia về ngôn ngữ học của trường Viễn Đông Bắc cổ Pháp đã tham quan động Phong Nha và đưa lên chương trình nghiên cứu các văn bia của người Chăm trong khu vực hang bí ký. Qua khảo sát và nghiên cứu bước đầu, giáo sư Aaron Griffith trong nhóm nghiên cứu này cho biết hiện vẫn chưa thể biết được chữ viết ở trên văn bia có nội dung gì. Giáo sư Aaron Griffith khẳng định là chữ viết ở văn bia này là chữ của người Chăm. Ông nhận định văn bia được viết vào những năm đầu của thế kỷ thứ 11. Cách đây khoảng 1.000 năm, đây là lần đầu tiên trong văn bia ở hang bí ký của động Phong Nha được xác định niên đại với số liệu khá cụ thể. So với những nhận định trước, đều có khoảng cách khá dài từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10 hoặc là từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 11. Sau khi đã khảo sát khá kỹ càng, kết thúc chuyến nghiên cứu này, các nhà ngôn ngữ học của trường Viễn Đông Bắc Cổ chỉ chụp ảnh văn bia để đưa về Pháp nghiên cứu dịch nghĩa và cam kết chuyển giao nghiên cứu cho Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, nhằm giới thiệu cho du khách tham quan được biết là có một nền văn hóa nằm sâu trong động Phong Nha.
Tuy nhiên là cho đến nay, nhóm giáo sư của Aaron Griffith vẫn chưa có một bản dịch nghĩa cụ thể nào đáp ứng được phần nào sự mong chờ qua bao năm của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Như vậy là sau gần 130 năm, từ ngày các ký tự ở hang Bi Ký được phát hiện ở trên vách đá trong động Phong Nha cho đến nay, vẫn chưa ai là dịch ra được đoạn nghĩa nào về nội dung từ văn bia mà người xưa muốn để lại cho hậu thế, hay muốn nói kể điều gì đó của họ trong cuộc sống xa xưa. Vì không đọc được và không giải nghĩa được văn bia này, cho đến nay có nhiều câu hỏi vẫn nằm trong sự huyền bí của hang động và lịch sử của người Chăm ở Quảng Bình. Đó là họ muốn nói điều gì với hậu thế? Vì sao động Phong Nha có rất nhiều vách đá phẳng ở phía bên ngoài nhưng người Chăm lại không viết lên mà lại phải vào rất sâu trong hang để viết? Chữ viết ở đây khác gì với chữ ở vùng khác mà cũng của người Chăm? Ngược dòng lịch sử vào cuối thế kỷ thứ 19, theo nhiều nguồn tài liệu được ghi chép và trích dẫn lại như Phong Nha, đệ nhất kỳ quan của tác giả Đặng Đông Hà sưu tầm, biên soạn và bài nghiên cứu Phong Nha Kẻ Bàng và kho tàng những giá trị khoa học, xã hội và nhân văn của tác giả Trần Thanh Toàn, in trong cuốn Vườn Phong Nha Kẻ Bàng, Tiềm năng và triển vọng, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, xuất bản năm 2004. Tại thời điểm cuối năm 1899, giáo sĩ Leopold Carrier đến Quảng Bình, ngoài chức trách là truyền giáo ở vùng dân cư Cổ Lạc và Cổ Giang thuộc thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch ngày nay, ông còn có hứng thú là khám phá. Vì vậy, trước thông tin của người dân bản địa về một hang động rất lớn và kỳ bí ở trong vùng, giáo sĩ đã tò mò tìm đến động nhằm mục đích là nghiên cứu khảo sát. Thời đó, chỉ bằng một chiếc thuyền độc mộc của người dân bản địa, giáo sĩ đã len lỏi vào sâu ở trong động Phong Nha đến hơn 600 mét. Tại điểm cuối của động, ông đã phát hiện trên một vách đá có văn bia gồm 97 chữ và một số di tích như là bàn thờ, bệ thờ, gạch nung, mảnh gốm, sành và đĩa. Sau chuyến đi đó, vào tháng 12 năm 1899, giáo sĩ đã viết thư gửi giám đốc trường Viễn Đông Bắc Cổ là Louis Fiot để báo tin về những phát hiện quý của ông trong động Phong Nha. Thư có đoạn viết, những gì còn lại đều rất quý giá đối với sử học, giữ nó là giúp ích không ít cho khoa học. Chính từ phát hiện này của giáo sĩ, trong động Phong Nha mà khu vực hang có chữ văn bia sau này mới được đặt tên là hang Bi Ký như đang gọi ngày nay. Đến đầu thế kỷ thứ 20, tiếp bước giáo sĩ Leopold Carrier có thêm nhiều nhà thám hiểm và học giả người Pháp, người Anh như là Barton, Anthony, Ambrose, Pavy, Colapieu, Finot đến thám hiểm và nghiên cứu Phong Nha và hang Bi Ký. Khảo sát, thăm dò kỹ càng hơn, các nhóm này tiếp tục phát hiện thêm nhiều di vật Chăm trong động Phong Nha như là tượng đá, tượng Phật, bài vị, gạch, gốm với nhiều họa tiết mang văn hóa Chăm. Điều này được ông Pavy miêu tả. Bên phải lối vào động có một bàn thờ bằng gạch của người Chiêm Thành do người An Nam chép lại. Ngày xưa có một bức tượng đá để trên bàn thờ, cẳng chân xếp lên nhau, có hình chữ vạn ở trước ngực, khăn cuốn đầu che kín gáy. Đi vào 600 mét, dãy bên phải là một nhánh hay là hang phụ. Theo nhánh ấy vào sâu khoảng 20 mét, tìm thấy dấu vết của bàn thờ ngay giữa động gần những chữ khắc trên vách đá. Ngày nay, du khách vào tham quan động Phong Nha, nếu chịu khó tìm hoặc là được hướng dẫn viên của Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng chỉ, sẽ thấy ngay giữa ở nền động có một viên gạch màu nâu nổi lộ lên. Đó là một trong những dấu tích quý của nền văn hóa Chăm lưu lại trong hang động đến ngày nay. Riêng với 97 chữ văn bia viết ở trên vách đá trong động Phong Nha, du khách vẫn chiêm ngưỡng. Như đã nói ở trên, ngay từ chuyến khảo sát của ông Pavy thời đó, ông cũng cho rằng rất khó đọc, khó viết để phỏng lại cho chính xác và cho phép dịch nghĩa ra từ các nghĩa của các chữ viết đó. Cuối cùng, ông Pavy chỉ nhận ra được một chữ mà trong đó ông cho rằng là Capimala. Sau này, theo giáo sư sử học Trần Quốc Vượng, nếu đó đúng là chữ Capimala, xác định có tính chất Phật giáo, tên của một vị La Hán, tổ thứ 13 trong Phật giáo. Về niên đại, đây là một vùng thánh địa Phật giáo Bắc Champa, khoảng thế kỷ thứ 9 đến đầu thế kỷ thứ 10. Văn bia Chăm cổ trong động Phong Nha thu hút khá nhiều đợt khảo sát, nghiên cứu trong suốt chiều dài lịch sử. Ngoài các nhà nghiên cứu nước ngoài, những ký tự trong hang Bi Ký cũng được các nhà nghiên cứu trong nước quan tâm. Cụ thể là vào năm 1942, ông Thái Văn Kiểm, một Việt kiều ở Pháp từng có bài bút ký bằng tiếng Pháp La Première Merveille du Việt Nam, Les Grottes de Phong Nha, Động Phong Nha, đệ nhất kỳ quan của Việt Nam. Bài viết được đạt giải nhất trong cuộc thi do Tổng ủy Thanh niên Môn Thể thao Đông Dương tổ chức. Ông Kiểm viết, cách lối vào tụy đạo chừng 100 thước về phía tay trái, trên một khoảng ẩm ướt, chúng tôi nhận thấy có nhiều vệt ghi bằng chữ chàm.
Những chữ này phần nhiều không đọc được và bị mờ hoặc là vì sự ẩm ướt thái quá của động. Ông Nguyễn Hữu Thông cho biết, vào khoảng tháng 3 năm 2008, một đoàn nghiên cứu của nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản đã phát hiện ra những dấu tích văn tự trong động Phong Nha theo dạng là scan grid phối hợp với dạng chữ Chăm cổ. Trong bài nghiên cứu về Phật giáo Champa và vị trí của vùng đất Quảng Bình dưới triều đại Indrapura thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10, ông Nguyễn Hữu Thông cho rằng những phát hiện mới của nhóm nghiên cứu Việt-Nhật đã hé lộ nhiều thông tin đáng quan tâm nhằm làm rõ thêm di tích Phật giáo trong thạch thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Cũng nói về những chữ Chăm cổ trong hàng bí ký ở động Phong Nha, tiến sĩ sử học Nguyễn Khắc Thái Quảng Bình cho biết, chuyện giải mã chữ viết của người Chăm trong động Phong Nha khá nan giải. Theo ông Thái, vì chuyện có những ngôn ngữ đã mất hoặc là có sự biến ngữ hoặc có loại ngôn ngữ được thần thánh hóa khi viết cho bí ẩn trong tôn giáo là lẽ thường tình. Trên thế giới hay ở nước ta cũng có khá nhiều hiện tượng như vậy. Nhưng có cái là giải mã được, có cái không hoặc là chưa giải mã được. Chữ Chăm cổ ở trong động Phong Nha có thể là thuộc loại chữ chưa được giải mã. Điều đáng tiếc nhất là hiện nay, trên vách đá có những dòng chữ Chăm cổ này trong động Phong Nha đã bị ai đó viết chồng lên khá nhiều câu chữ hiện đại, khiến chữ cổ và chữ mới lẫn lộn vào nhau, làm mờ hoặc là mất đi quá nhiều nét chữ cổ, càng gây thêm khó khăn cho công tác nghiên cứu dịch nghĩa văn bia sau này. Ngoài văn bia với 97 ký tự, ông Hoàng Minh Thắng, giám đốc trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng còn giới thiệu 10 điểm có chữ Chăm cổ nằm sâu trong các góc khuất phía sau các vách thạch nhũ khác trong động Phong Nha. Ông Thắng tâm sự, không chỉ cán bộ trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng mà còn biết bao nhiêu con người cùng các nhà nghiên cứu khác đều đau đớn mong ngóng sớm có ngày sẽ giải nghĩa được các văn bia cổ trong động Phong Nha. Ngày đó sẽ cho thấy thêm nhiều giá trị quý giá về vùng đất Phong Nha Kẻ Bàng, không chỉ có đẹp về thiên nhiên di sản mà còn là cả một chiều sâu thẳm của lịch sử, văn hóa, tinh thần của người xưa. Bên cạnh chữ viết, những năm 1958 đến năm 1959, trong chuyến tuần tra biên giới, một tổ công an vũ trang là Cà Seng, nay là biên phòng, phát hiện một nhóm người rừng thoát ẩn thoát hiện giữa hệ núi đá vôi Phong Nha Kẻ Bàng gần biên giới Việt-Lào thuộc địa phận Quảng Bình. Việc tình cờ phát hiện một dân tộc người lạ giữa Phong Nha Kẻ Bàng lúc bấy giờ của tổ tuần tra công an vũ trang trở thành mối quan tâm đặc biệt không chỉ của chính quyền địa phương mà còn là của các nhà khoa học. Chiến dịch tiếp cận, vận động tộc người lạ hòa nhập với cộng đồng đầy đủ ban ngành đã được chính quyền tỉnh Quảng Bình ngày đó triển khai nhanh chóng. Theo các ghi chép còn sót lại, tộc người Rục lúc đó là có 34 người, gồm 11 nam, 23 nữ, 4 em nhỏ và một già làng tên Vịp. Mặc dù chỉ chừng ấy con người, nhưng người Rục lại chia thành nhiều nhóm nhỏ sống rải rác trong các hang đá, xém đá, có nhóm cách nhau cả vài ngày đường. Đàn ông Rục vai đeo ống tên, tay cầm nỏ, đàn bà lưng đeo gùi, tóc dài búi lệch một bên, cứ thế lang thang trong rừng, đời này qua đời khác. Họ rất nhút nhát, ít nói, ngôn ngữ đơn giản, dùng tiếng hú để gọi nhau khi cần thiết, gặp người lạ là bỏ chạy hoặc lảng tránh. Người Rục chưa có ý niệm về ngày tháng, về thời gian nên không ai biết tính tuổi của mình. Những con người ấy chủ yếu kiếm sống bằng săn bắt, hái lượm. Nguồn hái lượm là thu nhặt các loại quả và thú nhỏ trong rừng để làm thức ăn. Cơm của người Rục là bột của cây báng. Khi gặp được loài cây này, người Rục đẵn từng khúc rồi ngâm xuống dưới suối, sau đó vớt lên, bổ và cắt ra từng miếng nhỏ rồi bỏ vào cối để giã. Họ giã những miếng cây ấy cho đến khi nào có được một ít bột thì dùng bột ấy nấu ăn giống như là một loại bánh đúc mà người xưa vẫn nấu. Ngoài những thứ hái lượm ấy, họ còn vào rừng săn bắn thú. Loài thú mà người Rục bắn được thường là khỉ, sau đó là lợn rừng. Nghề săn bắt hái lượm trở thành nguồn sống chính của họ. Và do vậy, nhà nghiên cứu người Pháp Georges Baudarin gọi họ là những người ăn khỉ và ăn cây. Khi vào năm 1962, ông lên vùng đất này để nghiên cứu. Nhà nghiên cứu Trần Chí Dõi viết trong cuốn Thực trạng kinh tế và văn hóa của ba nhóm tộc người đang có nguy cơ bị biến mất. Người Rục vốn thích sống ở trong hang đá, nhưng thi thoảng cũng có một số gia đình lại dựng lều lợp bằng lá chuối. Ít ngày sau lá úa vàng lại bỏ đi nơi khác. Họ không ưa đổi chác, không muốn giao tiếp, làm quen với bất kỳ người lạ nào. Rồi họ dùng vỏ cây để đóng khố cho đàn ông, đắp váy cho đàn bà. Theo các nhà nghiên cứu, thì người Rục vốn không có tộc danh, không có họ. Nhưng văn hóa lại có phần tương đồng với người Sách, một tộc người cũng sống ở vùng núi giáp biên giới Việt-Lào thuộc huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Nhà nghiên cứu văn hóa các tộc người ở Quảng Bình, ông Đinh Thanh Dự cho rằng người Rục không phải là chỉ được phát hiện lần đầu tiên vào những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, mà các tộc bản địa đã biết về người Rục từ rất lâu, trong đó có tộc người Sách rất gần gũi với người Rục. Trước năm 1945, cha ông Đinh Cường
và chú ruột của ông là Đinh Hương khi đi rừng. Đến Báng Sang, Bó Rọ, huyện Minh Hóa thì gặp người rục. Nhưng bà con làng Chánh không muốn tới gần. Dù vậy, hai cụ vẫn nói chuyện với họ bằng tiếng sách, tiếng nguồn dù không hiểu được mấy. Chính vì thế, ông đã ao ước đến một lần được gặp họ. Vậy mà phải 30 năm sau, ao ước ấy mới được thực hiện. Theo nhà nghiên cứu Trần Trí Dõi, người đã nhiều lần đến vùng đất định cư của người Rục sau khi rời hang đá. Tên Rục của người dân tộc Rục là do chính người Sách đặt cho họ. Cái tên Rục mà chúng ta biết đến là do người Sách gọi để chỉ nhóm người khác với nhóm người của mình, mang tính địa phương rõ nét. Sự phân biệt ấy chính là căn cứ vào đặc điểm nơi cư trú. Nhưng với người Rục sinh sống thường là những vùng núi đá vôi điển hình. Nơi đây thường có những con suối chui xuống lòng đất và đương nhiên là có những nơi mà nước trồi lên từ lòng đá. Trong ngôn ngữ của họ, những nơi, những chỗ nước chui xuống hay trồi lên như ấy là rúc đắc, núi đá. Những người được người Sách gọi là Rục ấy là những người thường sống trong những nơi mà có nước trồi lên như vậy. Do đó có thể hiểu cách gọi là người Rục để chỉ người sống ở Rục nước, phân biệt với người Sách là những người sống ở thành bản, thành làng. Khi gọi như vậy, trong ý thức của người Sách có sự phân biệt ngấm ngầm theo hướng là không xem họ ngang hàng với mình, Trần Trí Dõi. Năm 1960, sau khi được vận động rời hang về định cư ở thung lũng Cù Nhái, người Rục được các nhà dân tộc học ghép với nhóm dân tộc Chứt và lấy họ Cao làm họ của mình. Nhà nghiên cứu Trần Trí Dõi, trong danh mục chính thức của nhà nước thể hiện ở quyết định số 121 TCTK của Tổng cục Thống kê ngày 2 tháng 3 năm 1979, nhóm người này có tên chính thức là dân tộc Chứt. Tên gọi này là tên gọi mà một số nhà nghiên cứu mới đặt cho họ. Theo những tài liệu hiện nay, tên gọi này chỉ mới có từ năm 1973, khi người ta tiến hành khảo sát để xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam. Các tác giả này giải thích rằng, các dân tộc người có tên là Mày, Rục, Sách tự nhận mình là người Chứt với danh nghĩa là những người sống ở núi đá. Từ việc xác định như vậy, các nhà nghiên cứu này gọi chung cả ba nhóm người ấy là Chứt. Và tên gọi này trở thành tên gọi chính thức khi Tổng cục Thống kê và công bố quyết định 121 gộp chung cả ba nhóm này với người Arem và Mã Liềng thành một dân tộc thống nhất. Về họ của người Rục, nhà nghiên cứu Trần Trí Dõi nhận định, với họ Cao của người Rục, rõ ràng chúng ta chỉ thấy tác động của người Sách họ Cao đến người Rục mà thôi. Hay nói một cách khác, giữa người Rục và người Sách có một mối quan hệ đặc biệt khiến cho việc lấy họ tương đối thuần nhất trong nhóm Rục.